Xin kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh nên các địa phương trên địa bàn tỉnh duy trì trạng thái nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa này tại các trạm khí tượng là 10,2 độ, giảm từ 1 đến 2 độ so với trưa ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh phía Bắc vẫn sẽ tiếp tục chi phối chính đến khu vực tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao yếu dần, thời tiết khu vực nhiều mây có mưa nhỏ và nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rất hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 13 độ. Đợt rét hại diện rộng có khả năng kéo dài đến ngày 26 tháng 1. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực đông bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rất hại, nhiệt độ dao động từ 8 đến 12 độ, độ ẩm từ 85 đến 95% khu vực tây nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, độ ẩm từ 84 đến 96%. Khu vực thành phố Hải Dương có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, độ ẩm từ 82 đến 94%. Chuyển qua thông tin thủy văn, 24 giờ qua, mực nước các sông lên và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1m16. Ngày mai, mực nước các sông tiếp tục lên và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 9 giờ ở mức 1m25 đến 1m30. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 6 giờ ở mức 1m25 đến 1m30 cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị